đi làm đẹp mà bây giờ tới tiền mất tật mang, bị cái vết thương như thế này đúng là không thể nào mà nằm một im một chỗ mà để chờ xem là nó tiến triển như thế nào cả. Tức là em có đi làm đẹp ở bên một cái spa ấy, thì sau khi mà đi làm đẹp về thì kiểu họ tiêm cho em 6-7 ống tinh chất ấy để giảm béo, nhưng mà về thì em không thấy là nó giảm được mà lại em bị đau bụng. Thì có đau nhiều không? Có chảy mủ gì nước đấy không? Đau rất là nhiều. Sau một thời gian thì em kiểu thấy lo sợ về cái tình trạng đó, cho nên là em đã đến đây để xin bác sĩ thăm khám lại. Tất cả các kiểm tra, thăm dò hay can thiệp y học trên cơ thể người, kể cả khi thực hiện trong những điều kiện kỹ thuật an toàn, nghiêm ngặt, đều có thể xảy ra biến chứng. Biến chứng hút mỡ bụng có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu xuất phát từ việc chọn cơ sở thẩm mỹ không kỹ càng lúc ban đầu. Hiện nay, có một số cơ sở thẩm mỹ hoạt động chui không có giấy phép cũng như là không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn từ Bộ Y tế. Hơn nữa, những nơi như vậy thường có các bác sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm, tay nghề còn non kém, thực hiện hút mỡ có thể gây ra các biến chứng rất nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Đây là một bạn khách hàng bệnh nhân 30 tuổi. Thì sau khi bạn ấy đã tiến hành phẫu thuật hút mỡ và tạo hình bụng tại một cái cơ sở thẩm mỹ ở ngoài, thì sau khi đến khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thì có cái tình trạng là bị hoại tử cái vùng bụng, cái vùng da vùng bụng thì nó bị lở loét và bị hoại tử một phần tương đối rộng. Ra là bên đấy người ta cũng nói là cái vết thương này nó như kiểu là bị tụ dịch ấy, thì băng mà mình cũng không biết là cái vết thương này nó như thế nào cả, nhưng mà đấy, tại vì nó rất là đau, tại vì là nó làm bụng cắt bụng rồi xong nó rất là đau, một tuần mình bắt đầu mới ngồi dậy đi đứng lại đi chậm chậm lại thôi. Ở đấy cắt xong là tạo thành bụng, nghĩa là can thiệp sâu này rất là đau. Thế xong là đến tầm 15 ngày thì kiểu mình mười mấy ngày rồi đấy mình đi đi lại được, tầm 15-16 ngày thì mình đi đi lại được quanh phòng này, thì mình cái vết thương nó hở ra ấy, thì mình kiểu mình tìm hiểu này, tìm hiểu trên mạng này này, thì mình thấy nó kiểu giống như kiểu vết của hoại tử ấy. Đấy. Thạc sĩ bác sĩ Bùi Tuấn Anh cho biết thêm, bên cạnh các yếu tố khách quan đó, việc bạn chăm sóc hậu hút mỡ tại nhà không đúng cách cũng sẽ gây ra các biến chứng, chẳng hạn như vệ sinh vùng da sau hút mỡ bụng không sạch, hoặc trong giai đoạn ban đầu bạn để vết thương bị dính nước cũng tăng nguy cơ nhiễm trùng. Không chỉ vậy, việc nghỉ ngơi không hợp lý, ăn uống không đủ chất cũng khiến cho vết thương lâu lành, hoặc ăn các thực phẩm dễ gây mưng mủ, gây sẹo cũng khiến da dễ nhiễm trùng, gây sẹo xấu. Các bạn hình dung là cái phẫu thuật hút mỡ và tạo hình bụng ấy, thì nó có, mình phải tuân thủ rất là nhiều các nguyên tắc phẫu thuật. Đấy, thì các bạn được biết là mỗi 1 mm cái da trên cơ thể mình đều được các thần kinh và mạch máu nuôi dưỡng. Thì cái nguyên nhân để mà dẫn đến chính, nó có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chính thì tôi có thể điểm qua là, một là cái tạo hình bụng này nó gây cái sức căng quá lớn ở bề mặt da. Chúng ta có thể hiểu là tạo sau khi mình hút mỡ xong thì mình tạo hình bụng thì cái lượng da ở hai bên để mình khâu lại cái vết mổ thì nó cũng tương đối căng, và nó cũng tình trạng thiểu dưỡng và dẫn đến hoại tử. Cái nguyên nhân thứ hai là gì? Là khi mà cái quá trình hút mỡ ấy, thì mình đã vô tình là mà tổn thương các mạch máu chính để nuôi dưỡng những cái vùng da đó. Thì khi mà những cái mạch máu đó nó bị tổn thương, nó bị phá hủy đi, thì gần như là sau khi mình ráp lại thì cái vùng da đó nó bị hoại tử, nó bị viêm và hoại tử. Cũng có một vài lý do thêm nữa, ví dụ như là những cái chăm sóc, những cái phòng phẫu thuật này, những cái dụng cụ phẫu thuật hoặc là những cái phòng mổ phẫu thuật chưa được đạt chuẩn thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng nhiễm trùng, và nó làm nặng nề hơn cái quá trình liệt thương, và nó cũng có thể dẫn đến cái tình trạng hoại tử vùng bụng. Biến chứng hay những rủi ro về tính mạng đều là điều không ai mong muốn, đặc biệt là bác sĩ. Để ngăn ngừa tình trạng này hết mức có thể, bác sĩ cần áp dụng sàng lọc bệnh nhân có nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm cao như người béo phì, có bệnh từ trước hay là sức khỏe yếu. Trao đổi thẳng thắn với bệnh nhân về rủi ro, theo dõi sát sao sau phẫu thuật, kịp thời phát hiện các biểu hiện nguy hiểm và can thiệp. Đối với bệnh nhân, có thể chung tay làm ca phẫu thuật của mình an toàn hơn bằng cách tìm hiểu nhiều bác sĩ và chọn ra một bác sĩ có uy tín và tay nghề cao. Sau đó trao đổi cặn kẽ với người đó, đảm bảo bạn hiểu những rủi ro, hạn chế, cái được, cái mất của các phẫu thuật. Sau đó làm đúng theo các chỉ dẫn của bác sĩ, giữ liên lạc để có thể xin ý kiến kịp thời.